đồng cảm là từ được ghép bởi đồng hành và cảm thông. Có đồng hành mới có cảm thông, có thấu hiểu mới có yêu thương thực sự. Với ý nghĩa đó, mô hình ngày đồng cảm của trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ được triển khai và thực hiện hiệu quả. Tham gia chương trình này, các bậc phụ huynh sẽ được đóng vai làm giáo viên đứng trên bục giảng và hướng dẫn các em học sinh là chính con em mình các kiến thức từng môn học, được đổi vai làm giáo viên và học sinh trong một ngày. Nhiều phụ huynh đã thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo. Ngày hôm nay sau khi con tham gia chương trình, con cảm thấy rất vui và thú vị khi được tham gia chương trình ngày đồng cảm. Con biết là các chú bộ đội rất vất vả trong công việc, nhưng các chú ấy vẫn dành thời gian để giúp đỡ các người dân. Con sẽ cố gắng học thật tốt để mai này làm người có ích cho xã hội. Khoác trên mình bộ quân phục, ông Hoàng Thế Luyện hiện đang công tác tại phòng chính trị, sư đoàn không quân cùng các chiến sĩ đã có buổi giao lưu, trò chuyện với các em học sinh về nghề bộ đội. Ngoài ra, đã có 34 phụ huynh trên 34 lớp đăng ký thực hiện với nhiều nội dung phong phú như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, kỹ năng phòng tránh bắt cóc, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. Với vai trò là một người lính mặc trên mình một bộ quân phục, đứng trên bục giảng như là một giáo viên, thì bản thân tôi thì cũng là để cảm thông chia sẻ với nghề nghiệp của các thầy cô giáo. Nó là một cái nghề rất là vất vả, áp lực, nhưng mà nó mang nhiều rất là cái ý nghĩa, và nó là một cái nghề cao quý và được xã hội tôn vinh. Và tôi cũng mong rằng chương trình này sẽ lan tỏa không phải ở góc độ nhà trường mà là lan tỏa ra toàn xã hội. Từ khi mà có kế hoạch triển khai thì giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh cùng phối hợp để xây dựng một cái kịch bản, có thể là trong cả một cái tiết học, hoặc là trong 15 phút, hoặc 20 phút, hoặc 30 phút, thì để truyền đạt được các ý nghĩa của nghề nghiệp của bản thân mà phụ huynh đó đang công tác, đang hoạt động. Là trường đầu tiên triển khai mô hình ngày đồng cảm tại thành phố Đà Nẵng, trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực từ các bậc phụ huynh. Từ mô hình này mà các phụ huynh có thể kết nối với con em mình, trải nghiệm giáo dục, qua đó cùng đồng hành nuôi dạy con trên chặng đường phát triển.